Việc chế biến các món canh để dùng trong bữa ăn hàng ngày cho gia đình là một việc làm mà được những người nội trợ hết sức chú ý. Một món canh ngon, hợp khẩu vị và đảm bảo dinh dưỡng là vấn đề quan trọng. Cá cháo om cần, cay là một món ăn rất phù hợp. Cá cháo biển là các loài cá sinh sống ở ven biển, được tìm thấy trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới. Việc sinh sản của chúng diễn ra ngoài biển, nhưng cá bột lại di cư vào các vùng nước lợ ở ven bờ. Thức ăn chủ yếu của chúng là các loài cá nhỏ hay động vật giáp xác như tôm, tép. Kích thước tối đa của chúng là khoảng từ 9 đến 12 cm dài và cân nặng tối đa khoảng 0,5 kg. Thân hình thon và có tiết diện hình oval. Mắt lớn và được che phủ một phần bởi các mí mắt dày nhiều mỡ. Thịt cá cháo bở và dễ vỡ khi nấu, nhưng lại rất ngon ngọt. Vì thế, cá cháo thường hợp nhất là ăn lẩu và nấu om cay hoặc nấu canh nhừ. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong chương trình món ngon và lành thì tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn món cá cháo om rau cần. Để lựa chọn nguyên liệu là cá cháo để đảm bảo món ăn đạt tiêu chuẩn thì trước tiên chúng ta phải lựa chọn cá cháo trắng chứ không chuyển sang màu đỏ. Chuyển sang màu đỏ thì cá cháo đã bị ươn. Thì đấy là nguyên liệu về cá cháo. Tiếp theo là chúng ta lựa chọn đến rau cần, cà chua cùng một số gia vị đi kèm. Trong món này thì trước tiên chúng ta phải kể đến là mẻ xay cùng với nghệ. Chúng ta xay nhuyễn, hạt nêm, cờ no, mì chính, nước mắm và đường. Không thể thiếu trong món này để làm tôn cái thơm món ăn và khử xử lý mùi tanh. Thì đấy là gừng và hành. Sau khi lựa chọn nguyên liệu đã đạt thì tôi xin bày cho các bạn cách chế biến món cá cháo. Cá cháo mua về thì trước tiên chúng ta phải cắt bỏ đầu, kéo cái ruột, bỏ đuôi. Và chúng ta ở đây cá cháo thì các bạn cắt cho tôi làm đôi. Sau khi các bạn sơ chế xong cá cháo thì chúng ta cắt rau cần. Ở đây rau cần thì các bạn cắt cho tôi khoảng 1/4. Cà chua ở đây chúng ta bổ đôi và bỏ cái lõi đi cho tôi. Các bạn bổ cao nhé. Sau khi đã sơ chế xong phần đấy thì ta đi vào nấu. Thì trước tiên để món ăn được thơm ngon hơn thì chúng ta tiến hành thái hành. Gừng thì chúng ta thái chỉ. Ở đây tôi cho gừng vào thứ nhất là để dung hòa trong món ăn, thứ hai nữa là gừng có tác dụng là khử tanh. Sau khi hành và gừng đã ấy thì chúng ta tiến hành bật bếp và cho dầu ăn vào. Các bạn đảo đều đến khi hành vàng. Chúng ta tiến hành cho cà chua vào. Các bạn cho vào tôi vào đây một thìa cà phê muối tinh. Muối tinh cho vào trước có tác dụng là để cà chua nó nhanh được lừ. Chứ bình thường các bạn mà cho đường hoặc là hạt nêm vào trước thì
nó cà chua, nó hãm cà chua nó rất là lâu dừ. Sau khi cà chua đã chín mềm thì chúng ta tiến, các bạn cho tôi vào đây một tô nước dùng. Trong quá trình chờ nước bắt đầu sôi thì chúng ta bắt đầu nêm gia vị. Ở đây các bạn cho tôi một thìa nước mắm, một thìa cà phê đường, hai thìa cà phê hạt nêm. Ở đây tôi nêm một thìa ăn phở mẻ. Sau khi đã nêm ấy thì chúng ta đậy vung và chờ nước sôi. Sau khi nước dùng đã sôi thì các bạn cho cá vào. Ở đây các bạn lưu ý là phải nước phải sôi thì chúng ta mới cho cá. Tại vì trong dòng hải sản thì nước phải sôi thì thả nguyên liệu vào nó mới không bị tanh. Thì sau khi thả cá thì các bạn thả cho tôi một ít gừng thái chỉ. Lúc nãy mình đã thái chỉ thì cho vào đây để cá nó đỡ tanh. Các bạn lưu ý ở món này cá cháo, ở đây là dòng không có xương, nó chỉ có dọc xương sống thì nó có chỉ có mỗi xương sống, nên là rất là nhanh chín trong môi trường nước sôi. Thì các bạn chỉ căn khoảng 3 đến 5 phút thì các bạn cá chín. Thì sau khi thả cá vào thì các bạn không nên là đảo. Tiếp theo các bạn cho tôi rau cần vào đây. Vốn dĩ rau cần là nó sống ở nước nên là rất là nhanh chín, thì các bạn không để nên để rau cần sôi lâu quá, thì căn cái độ chín vừa phải. Tắt bếp. Thì sau khi tắt bếp thì các bạn cho tôi một ít ớt vào. Các bạn ăn cay ít hoặc cay nhiều thì chúng bạn có thể cho độ cay vừa phải. Sau khi cá đã được thì chúng ta múc ra bát. Các bạn múc rau xuống trước, múc cá lên trên để thứ nhất là món ăn nhìn nó hấp dẫn hơn. Như vậy là tôi đã hoàn thành xong món cá cháo om cần. Thì món này rất thích hợp ăn vào mùa đông. Những cái ngày se lạnh thế này thì đây thật sự là một lựa chọn trong thực đơn món ăn ngon và lành để cho các bạn bổ sung vào thực đơn của gia đình. Chúc các bạn thành công. Khi ăn, thịt cá mềm tan như có cảm giác ăn cháo. Chính vì thế mà nhiều nơi còn gọi đây là cá cháo. Bất kỳ phương pháp nào nấu cá khoai với nước cũng có thể biến cá này thành hồ bột. Muốn hạn chế tính bở của cá, khi sơ chế, người ta thường ngâm cá với ít muối cho săn thịt. Trước tiên muốn để sơ chế cá cháo để khử tanh và cái độ săn chắc của cá cháo, thì sau khi cá cháo mua về thì chúng ta cắt bỏ đầu, bỏ ruột, cắt khúc và chúng ta ướp vào đấy một chút xíu nước mắm, tiêu, một chút ớt bột và một chút muối, thì để thấm từ 10 đến 15 phút thì sau đấy chúng ta chế biến. Có thể là chúng ta chế biến ở trong các món canh, món lẩu. Thì đấy thì chúng ta vẫn phải không thể bỏ qua cái công đoạn này. Khi nồi canh sôi lên thì cho chỗ cá đã ướp vào cùng với rau cần, hành, gừng, ớt cay tươi và rau thì là thái nhỏ. Cá rất là mau chín, vì vậy cần tỉ mỉ canh chừng cá vừa chín tới là được. Nước canh cá cháo rất ngọt, vị thanh. Người ta ăn cá cháo là chính, kể cả xương.
vừa đưa miếng cá lên miệng. Thịt cá đã tan ra như cháo, tưởng như chất bổ của cá thấm ngay vào huyết quản. Mùi thơm của rau cần và các gia vị, cộng với vị cay nồng của ớt cay và gừng sẽ tạo cho ta một cảm giác thơm ngon. Vừa thưởng thức, vừa suýt xoa món ngon này trong những ngày thời tiết lạnh giá thì rất là tuyệt. Trong món cá cháo om rau cần này thì chúng ta yêu cầu là chúng ta phải căn được đủ cái thời gian cá chín đến. Thứ hai là cần cũng không bị nhừ. Đấy thì nó sẽ kết hợp cả hai yếu tố đấy thì tạo nên món ăn sẽ hoàn hảo hơn. Ngày xưa cá cháo có rất nhiều, nhưng ít ai để ý đến giá trị dinh dưỡng và chế biến những món ngon từ cá cháo. Vì thế, cá cháo thường được cho là phế phẩm của ngư dân vùng biển trong mỗi chuyến ra khơi đánh bắt. Thế nhưng thời gian gần đây, cá cháo được biết đến như một loại thực phẩm giàu chất dinh dưỡng rất tốt cho con người. Vì thế, cá cháo được sử dụng rất nhiều để chế biến thành các món ăn ngon bổ dưỡng và hấp dẫn trong các nhà hàng, khách sạn. Thường thường thì món cá cháo người ta thường hay làm lẩu cá cháo và canh cần cá cháo và rau cải cúc với cả rau cải nấu cùng với cá cháo. Thực ra gọi là cá cháo thì nó chỉ dùng ở dòng canh và dòng lẩu, chứ mình chuyển sang dòng chiên hoặc chế biến các món khác như kho thì không thể làm được, là vì thân nó mềm. Đối với người dân ở vùng biển có khí hậu lạnh hơn, họ thích nhất là món cá cháo om cần cay. Đây là món ăn không thể thiếu trong mâm cơm đãi khách bạn trong những ngày tiết trời giá lạnh. Vừa để cảm nhận một hương vị thật đặc trưng, vừa không ngán ngấy mà lại có tác dụng giải cảm, giải rượu rất tốt cho sức khỏe.